Kính chào quý khán giả, kính chào quý nhà nông đã trở lại với chuyên mục hỏi đáp nhanh của công ty An Phát Nông được phát vào lúc 18 giờ 30 hàng ngày và hôm nay chúng ta sẽ dành chọn thời lượng để mình à, tư vấn cho một số nhà nông có câu hỏi liên quan đến cây mít các bà con nha. Bà con thân mến thì khoảng thời gian vừa qua đó bà con giai đoạn mùa mưa cho nên Hoàng Vũ đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến bệnh xì mũ ở trên cây mít thái hiện nay. À, bà con biết là cái bệnh xì mũ ấy, bà con hiện nay thì bà con mình vô bất kỳ cái vườn mít nào cũng có hết chồng mới cũng có rồi nuôi trái nói chung là bệnh xì mũ là một cái bệnh đặc trưng của các diện bích hiện nay và thực tế thì hoàng vũ cũng có rất là nhiều người cô người bác ruột luôn bà con chồng bích nhưng mà đã áp dụng rất là nhiều cách cũ nhưng mà không có quản lý được bệnh xì mũ này và qua những video clip ở trên kênh nông nghiệp kết nói bà con đã xem thì sẽ chắc chắn biết đến cái sản phẩm Aigon 620 hai mươi bà con ha những câu hỏi của bà con mình là Uh, tư vấn lại cách sử dụng argon 620 để mình quản lý bệnh sì mũ trên mít. Rồi thì bà Vũ sẽ uh, cùng bà con chúng ta đi đến ba bước ứng dụng argon 620 nha bà con à. Uh, kính thưa bà con thì thường đó bà con để hạn chế cái bệnh sì mũ mít này nè, bà con mình sẽ rải voi ở đầu mùa mưa hoặc là bà con nào chưa có điều kiện rải đầu mùa mưa thì ngay bây giờ chúng ta cũng có thể rải được mình mua cái dầu đá ở ngoài tiệm về bà con mình đổ nước để mình phi bung cho nó ra thành bột sau đó bà con mình rải cứ góc gì mình rải ký mình rải vừa gấp vừa liếp luôn đó bà con ha còn nếu bà con mình có cái hệ thống tưới tự động thì mình cũng có thể mình pha vô cái nơi chứa và bà con mình phun tưới tự động Đáng hoàn toàn được hết bà con nguồn này thì mình sẽ nâng cái ph của đất mình tạo điều kiện bất lợi cho những con nấm và vi khuẩn rồi sau đó bắt đầu mình mua cái chai aigon về mình thực hiện ba bước Bước 1 Bà con mình phải pha tưới gốc với liều lượng 1.5C cho 1 lít Có nghĩa là 2-3 ngày trước bà con mình đã rải voi rồi, mình tưới cho voi nó ngắm đất rồi Bây giờ mình mua Agigon về mình pha với liều 1.5C cho 1 lít Bà con mình tưới dưới gốc Và Hoàng Vũ chỉ bà con cách mình tưới rất là nhẹ thuốc bà con Trước khi tưới thuốc bà con mình tưới nước trước Cho cái đất mình ẩm trước đi, lúc đó mình tưới cái Agigon này thì nó rất là khỏe không tốn nhiều thuốc nhưng mà bước này cũng khá là quan trọng nó sẽ tiêu diệt cái nguồn nấm phi ở dưới gốc đồng thời là nó ức chế luôn những cái con tuyến trùng gây hại tại vì thường con tuyến trùng mà nó tấn công cây mít nó cũng lôi kéo theo những cái con nấm khuẩn đi theo đó bà con ha và bước này thì nó vẫn kích thích cây mít chúng ta ra gậy mới do cái bản chất của agigon 60 là lân hữu hiệu hai chiều của đức mà bà con đó là cái ở dưới mà bà con ha xin nhắc lại 1,5 c cho một lít rồi xong ở dưới mình tới bước thứ hai là dành cho ở trên. Ở trên bà con mình sẽ pha với cái liều là 1C, 1CC cho 1 lít. Bà con mình phun toàn cây toàn lá luôn. Có nghĩa là cứ một chai Argon 1 lít bà con mua về mình pha ở trên là mình được tới 4 phi rồi bà con. Mình phun đều thân, đều lá cho Hoàng vũ. Nhưng mà bà con mình nhớ mình né những thời điểm mà cháy mít mình đang thụ phấn nha bà con. Đó là cái bước ở trên, nhắc lại là 1CC cho một lít nước rồi bắt đầu tới bước 3 là mình phải mua cái bình bình xịt giống bình xịt tóc vậy bà con hoặc cái bình máy ở nhà mình cũng được thì bà con mình sẽ pha với cái liều là 5 c cho một lít bà con mình phun ngay cái chỗ bị xì thôi ngay chỗ bị xì mình phun ngay chỗ đó thôi nha và với những cái bước này thì chắc chắn khoảng hai ngày sau là bà con ra mình thấy là những cái chỗ bị xì nó sẽ khô liền đó bà con ha chắc chắn là như vậy còn đối với những cây bị nặng đó bà con nó bị xì quá nhiều chỗ thì bà con mình có thể tiến hành lặp lại sau 5 ngày với những bước sau đây thì chắc chắn là nó sẽ quản lý được cái bệnh xì mũ ở trên cây mít cũng như là những cái bệnh do nấm khác gây ra trên vùng mít của bà con mình vâng thì xin chúc bà con chúng ta ứng dụng thành công cái chế phẩm Agigon 620 để mình quản lý bệnh xì mũ trên vùng mít chúng ta hiện nay và mình sẽ đi đến một vấn đề thứ hai bà con cũng rất là nhiều bà con chúng ta đặt ra trong mùa mưa đó là mít thu hoạch gai không xanh không cứng xin hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục bà con thân mến thì thường đó bà con trong các tài liệu trong các phần tư vấn của chuyên gia có ghi rất là rõ để cho trái mít của chúng ta gai nó xanh nó cứng thì bà con mình phải bổ sung đầy đủ cái chung vi lượng bà con chung vi lượng là những chất giống như là kẽm sắt đồng manh gan rồi vân vân thì nó thuộc nhóm chung vi lượng và nếu như bà con mình muốn cái vườn mít của mình đạt những yếu tố giống như là gai xanh này, khỏe nè thì mình sẽ bổ sung vào những cái giai đoạn mà bà con mình nuôi trái đó bà con thường thì các chuyên gia khuyến cáo bà con lúc mà cây mít chúng ta chuẩn bị tạo đường đó là thời điểm bà con mình sẽ phun và mình chọn cái chế phẩm gì có thể mình dùng cái nano kẽm 700 được nè bà con hoặc là ở trên thị trường nó có những cái dòng ừ, chuyên về chung vi lượng đó bà con mình sẽ kết hợp để mình xử lý cho cái trái mít chúng ta hả bà con thường là khi trái mít đó bà con gai nó xanh khỏe cứng thì chẳng những bán được giá cao mà nó còn hạn chế được những cái bệnh do nấm do khuẩn tấn công ở bên ngoài lắm đây là cái hình bà con có nghĩa là trái ừ, mít mà không có bổ sung đầy đủ chung vi lượng đó bà con gai nó sẽ nó không có cứng mà nó mềm mềm nó nằm là là và bên cạnh đó thì nó sẽ bị những cái nấm tấn công nè bà con và lỡ như cái giường mít của chúng ta đã xuất hiện những trái như vậy rồi thì bên cạnh bà con mình bổ sung chung vi lượng thì mình phải cộng luôn cái thuốc trừ nấm bà con ha để mình quản lý luôn cái nấm bệnh như vậy thì à, với những cái bước đó hoàng vũ tin chắc là bà con mình sẽ có những cái trái mít thương phẩm được thương lái yêu thích và bán được giá cao bà con ha kính thưa bà con kính thưa quý khán giả thì với hai câu hỏi rất là nhạy cảm liên quan đến việc canh tác mít và vũ xin chúc cho bà con mình có được những giường mít sạch bệnh nè rồi có những trái mít thương phẩm bán được giá cao trong giai đoạn giá cả đang rất là hấp dẫn như hiện nay à, xin hẹn gặp lại bà con trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ 30 xin chúc bà con mình có nhiều niềm vui trong canh tác